Rồi, anh đăng kim xem xong bộ phim này, anh nhận xét sao? Mày nói là đăng kim đã xem bộ phim tình tiết rất là hấp dẫn. Mày nói là bộ phim sự đầu tư rất là kỹ. Nói về cái này là nói về một cái tình cảm mà vừa tâm lý xã hội và vừa là một tình cảm gia đình, như là Bình Minh diễn rất là xuất sắc và sự đầu tư nên em thấy là rất là hay, đầu tư rất là hoành tráng. Nói với em là phim này cũng rất là thành công. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Cảm ơn. Rồi bác vô. Dạ. Bác vô đằng cầu coi phim này sao, cảm giác sao, có cảm xúc gì? Dạ em thì em đã trong ban tổ chức cho nên là nhưng mà lần đầu em coi, em đã coi hai lần. Ồ, hai lần rồi. Cho nên là dĩ nhiên là cảm xúc đầu là mình là cái wow cái đã, là tại vì lâu lắm rồi mình mới coi được, mình đã mới có dịp ra rạp đi coi phim. Đúng rồi. Lâu rồi mới đi ra coi phim, thấy đã hai vợ chồng đi coi phim là có cái cảm giác có không gian mới lạ đi hẹn hò. Là cái một cái vui, cái thứ hai là phải nói là cái wow thứ hai là các anh của mình là những người đàn anh đàn chị rất là tuyệt vời khi đóng thành công hoàn toàn bộ phim, là nó là một cái bước nhảy vọt, đối với tôi là một bước nhảy vọt trong cái khâu kỹ càng, ở trong cái khâu dàn diễn diễn xuất và hành động đóng thế, đó là một cái sự tuyệt vời mà mình phải thán phục, và đó là mơ ước của tôi trong tương lai tới. Cảm ơn mọi người, hãy ra đạp coi ủng hộ nha. Mình dưới kia. Đạo diễn ông Lê, luôn thôi. Ai đang quay? Hello mọi người, đây là có thể là mà một số bạn trẻ coi phim xong và em có cảm xúc gì không? I love the movie. Dạ. Yeah, em cảm thấy là đây là một cái phim rất là ý nghĩa và nó mang nhiều cái thông điệp tốt đẹp lên cho mọi người. Và em rất là cảm ơn anh Sun Production cũng như là Golden World đã mang phim Việt đến cho cộng đồng ở Hồ Chí Minh, và hy vọng là phim sẽ được lan tỏa nhiều hơn trong tương lai. Thank you em. Em có recommend mọi người đi xem phim vào ngày mai và thứ bảy không? Vâng, em hy vọng là mọi người sẽ đến rạp để xem phim, tại vì càng nhiều người xem phim thì cái sự ủng hộ càng mạnh, và nhiều cái nhà sản xuất Việt Nam sẽ có cơ hội để mà sản xuất nhiều phim hơn. Rồi, cảm ơn em. Đâu anh sẽ Rồi, chân nữa. Cái phim hành động mà người Việt đóng ở đây á, ở Việt Nam á, thì cái nào là hay hơn? Thực sự Lâm Nguyên
rất là hay đi xem phim để mà ủng hộ phim Việt Nam của mình. Phim Việt Nam của mình càng ngày càng phải nói là càng hay, và tương lai Đông Nguyên hy vọng là sẽ ra với lại thị trường quốc tế. Thật ra có dự tính là về Việt Nam đóng phim không? Thích thì chơi thôi. Ok, giờ bây giờ đạo diễn nhớ mời Đăng Nguyên về nha. Rồi, cảm ơn em. Okay. Anh ơi cho anh Công chụp chính giùm em, anh Công bước lên đây anh Công. Dạ cho anh Công chụp chính giùm em. Không ai dám chụp phòng đâu. Tại mấy người này lấy hình ảnh không đủ. Rồi chụp hai chồng thôi. Đúng rồi. Đẹp nha anh Công nha. Rồi thank you anh. Con đứng đây đi. Dạ em đang học toán hả? Ok đi cùng em. We all meet our angel along the way. Không lên, không lên con xin sáng nha, không lên. Đạo diễn. Oh, Robbie Lee was in Bruce Lee's film Back to the End of the Dragon. Oh, this is my Hollywood producer, Christopher Rolfe. He's the sickest motherfucker. Thành công của bộ phim và của khán giả và các bạn bè nhà bảo trợ thì mời em có đôi lời cuối để tất cả quý vị và cũng như quý khán giả chuẩn bị xem bộ phim vào các ngày cuối tuần này. Nhìn thấy những khuôn mặt xuất ra từ rạp phim với những giọt nước mắt còn chưa có lau kịp thì đó là một trong những cái liên hoan khác nhất của cô Robin Trầm Hương Nguyễn. Rất là hân hạnh đã mang được bộ phim này đến quý vị tại Hoa Kỳ và cũng mang và hy vọng rằng tất cả các quý vị đang chưa coi phim thì các bộ phim đang được tìm kiếm khắp nơi trên các tiểu bang, và vé bán có bán trên mạng, quý vị vào link ở trên mạng trên Facebook của chúng tôi để vào mua vé ủng hộ và xem bộ phim sắp tới. Dạ vâng, một lần nữa nhanh chóng tiện lợi nhất, chúng tôi sẽ có bộ phim chiếu vào 3 ngày cuối tuần, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật tại California và 6 tiểu bang khác.
quý vị để biết thêm thông tin về vé sẽ gọi trực tiếp với số phone mà Lý nhớ được, đó là 714-588-9988, đúng không? 714-588-9989. Cảm ơn quý vị rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại lần sau. Bye bye.